Nóng mấy đâu. Cũng mới phát tự chồng nãy giờ làm việc có kéo đồ lên á, về dọn đồ rồi đó. Tám mươi mấy là để cho không khí cho những người lớn tuổi. Lớn tuổi ấm ấm. Bi cũng công giáo rồi Bi. Tin lành. Nhưng mà thật nói thẳng là một câu đã là cũng là cái như là trong lòng mình mới là đạo đây nha. Đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng tốt. Đâu có đạo nào tốt là bậy đâu. Cái tên là cái hình thức ở ngoài thôi. Đạo là khi mà mình có khả năng á, mà mình có thể mình chiếu cố người ta. Mà mình không á, giờ cho chị đạo gì cũng vậy thôi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Đạo nào cũng giống như đạo tâm lòng mình thôi. Nè, cái nào cũng Phi Long, chị là đạo Phật. Mà con rể chị là đạo Chúa. Con chị theo là Chúa. Chị cho thoải mái, tự đi đạo nào cũng tốt. Đạo nào cũng tốt. Tự ba má mình cái gốc là đạo Phật biết không? Phật giáo hả? Chị mở rồi. Nóng hả? Đúng không? Hơi tắm một chút. Không, không, không tự nhiên mình mặc áo giáp bên trong. Không mặc nhiều đồ quá. Mặc áo giáp bên trong nè. Ăn đi gì mà có nước có canh là nóng à. Hồi ăn rồi đi tắm đi. Mấy đồ tắm ra lại thoải mái rồi mình đi chơi. Tắm ra mà dẫn người hàng mát tay thì đưa người nào ra từ suối hay là từ núi gì cũng vậy. Tại ông nói gặp hàng đã thấy thân thiện hả? Bây giờ hỏi thiệt nè, anh gặp hàng anh thấy thân thiện hả? Dễ gần hả? Không có cách biệt hả? Người nổi tiếng. Không có kiểu cách. Không có kiểu cách hả? Nhiều người còn cái kiểu cách so với anh thì khi gặp ấn tượng đầu tiên nó sẽ như thế nào? Tôi làm sao tôi nói được, bởi vì thân phận tôi thấp hèn, làm sao tôi có thể phân biệt được. Anh cứ nói đi không sao. Không, nói, không. Từ giải lòng để cho người ta hiểu. Tôi chỉ có thể nói với những cách cư xử thôi. Khi người ta cư xử với mình thì mình mới biết mình nói. Mình nhìn người ta mình không có thể nói được. Thì giống như khi những cái hành động người ta làm cho mình những cách cư xử của người ta rồi mình có thể nói. Khi người ta nói nó khác, còn cái hành động nó khác. Nhận. Chứ còn mình nhìn người ta mình không thể đoán được. Mình không thể đoán được. Mình không thể đoán được cái hành động của người ta. Hành động người ta mình không thấy. Mình chỉ mới nhìn người ta thì mình không thể nào đoán được bằng ngôn ngữ. Hay là tư tưởng, bởi vì mình thuộc cái dạng là ngu dốt. Trừ khi nào là người ta cư xử với mình bằng hành động hoặc lời nói thì mình mới có thể bảo rằng là người ta là này nọ. Chứ còn chỉ mới gặp nhau hay một đoạn đường đã biết nhau cũng chưa chắc đã nói được người ta. Đúng rồi. Cho nên mình không thể nào, bây giờ tôi không thể nào nói lời mà nâng bốc nịnh bợ chị được. Đúng rồi, anh cứ nói bằng sự thật của anh thôi chứ. Tại vì như hồi nãy tôi đã nói, mới gặp chị là người cởi mở, dễ tiếp xúc, thân thiện. Cái đó là cái điều mà linh hồn tôi thấy được. Rồi cách cư xử của chị với những người nghèo như vậy tôi đã nghe tiếng từ lâu. Anh chàng gì rồi chuyện ngày xưa đó. Việc với chú. Vì chú cũng bảo tôi. Thằng cũng chưa bao giờ gặp mặt việc với chú. Khi mà xuống với San Jose á, bởi vì tôi đã nói anh ấy là tôi muốn xuống với San Jose để tôi sống. Để tôi tìm được cái người studio, có phòng studio á. Đó thì anh ấy nói là xuống đó mà kiếm không được chỗ dựa thì nên tìm hàng Cali. Nhiều người nói lắm chứ không phải một mình anh ấy. Anh ấy là người mở ngõ cho tôi. Mà nhiều người gặp anh đều nói như vậy. Kêu xuống tìm hàng Cali. Đúng rồi. Tại vì tôi gặp nhiều người bạn tôi nói tôi sẽ đi Cali. Tôi sẽ xuống San Jose thì ai cũng bảo những người đó đều biết hàng. Dạ. Người ta bảo nếu mà xuống dưới đó mà quậy quọ không nổi thì nên tìm tới hàng Cali. Thì người ta nói vậy mình hiểu rồi.
Tại vì rất là nhiều người mà fan mà theo dõi Hằng thì rất hiểu rõ công việc của Hằng làm. Cho nên tất cả khi ai giới thiệu thì đều kêu đi kiếm Hằng Kali. Thì giờ chị làm được điều đó, Tiếng Thơm đang có như vậy thì chị cứ vô tư mà tiếp tục. Đúng rồi, ai nói gì nói. Còn những sự ganh ghét, những sự đấu đá, những sự ấy thì chị cứ mật mật kệ. Biết hết, bây giờ khi gặp Hằng cái bài thơ là có ý nghĩa đó đó. Tới Bi còn bái phục nói công nhân sao ổng nói vậy cái bài thơ đó nha. Thì chị là cô gái đẹp Việt Nam, chị Nhi cũng là cô gái đẹp Việt Nam. Tất cả phụ nữ đều là cô gái đẹp hết. Bắt buộc. Phụ nữ Việt Nam mình tất cả đều là những cô thật gái đẹp không ai sao. Đó, không, cái này tôi nói là có bằng chứng thực tế của quốc tế nha. Bốn chữ Hòn Ngọc Viễn Đông do người quốc tế tặng cho Việt Nam. Việt Nam là Hòn Ngọc Viễn Đông của thời trước khi mất nước. Đúng rồi. Ông hiểu cái gì, ông nói, ông nói là cái chán này, cái chán là rất là thông minh. Cái đó không phải là của của người Việt Nam mình nói mà là do người quốc tế nói. Hiểu chưa? Người quốc tế nói như vậy thì chứ bỏ nha, bỏ đi, bỏ đi. Thôi không có bỏ. Thôi bỏ đi, hồi mình đi ăn cái khác. Bảy. Không thích à. Bảy, cái này để dành cho chút. Thôi bây giờ anh đi tắm đi. Đi tắm đi kìa. Nghỉ chút đi tắm. Đi tắm xong rồi nhưng mà theo mình nhìn nhìn cũng thế á. Anh Long không phải dễ ngồi nói chuyện lâu dài đâu. Chút là ổng bung rồi. Anh ít gần gũi người lắm nhưng mà thấy chị là anh thấy là không có chuyện nhiều cũng là một cái ấn tượng tốt. Bởi vì em không thích đi nhiều cũng biết ảnh dài tháng cũng có mấy lần cũng có mấy người cũng muốn là nói chuyện vài câu nhưng mà cảm giác anh linh tính sao á. Anh không thích nói. Thấy rồi. Không, tại ấn tượng của ảnh là rất nhiều người giới thiệu kêu đi xuống dưới kiếm Hằng Kali thì coi như nó đã đưa trong đầu ảnh rồi. Chứ đi dặn mấy bảo vệ ngay chỗ đó đó nó nói đó. Nó YouTuber không có tiếp. YouTuber nó không tiếp, không cảnh lắm. Nếu nói Hằng Kali thì tiếp. Tại vì người ta giới thiệu đi tìm Hằng Kali. Giới thiệu đi tìm Hằng Kali. Chứ là cái đầu cái khi mà cái tự chỉ mình tới mình gặp người ta mặc dù là mình muốn này muốn kia chào hỏi một cách kiểu gần gũi em thấy là cái chỗ đó là em thấy là cái đó là em cũng thấy là gần gũi với lại những người là kém may mắn ở ngoài. Tại vì mấy anh không thấy Hằng xuống dưới Hằng trà lết ở dưới mấy cái liều, mấy cái đất của mấy anh ở dưới suối á. Tại mấy anh thấy Hằng ăn mặc trên những cái đồ như vậy là khi Hằng đi ra đường thôi, khi Hằng hòa nhập với cuộc sống của mấy anh á là Hằng không có kể Hằng là một người gì hay là mấy anh đó là homeless. Không. Chị biết sao? Chị biết sao chị nghĩ vậy không? Sao? Vậy tụi em thật sự đã cần có cái này có cái kia rồi, cũng có trí thức, cũng có mở mang trong xã hội công bạn, cộng đồng tư bản này. Em đã từng là một người businessman. Businessman mà em đã từng có nhà có tàu có bè mà. Nhưng mà tụi em businessman mà. Nhẫn tướng bây giờ cũng y như đôi khi những người như vậy á. Có nhiều người có hiểu lầm là homeless là tầm cùng. Không phải đâu, sai lầm không? Là cái này không phải. Nhưng mà thực sự ăn thua là cái hoàn cảnh. Những anh homeless rất tài. Ở dưới suối, những anh đó trước đó là nào là kỹ sư cũng có nè. Những anh thợ sửa xe rất giỏi nè. Rồi những anh chứ không phải là nói người ta homeless là người ta thất học hay là người ta nghèo, không phải. Mà đó là một cái đôi khi người ta đi sai một cái con đường, người ta bị vướng vô một cái gì đó thì nó biến cuộc đời người ta thành vậy. Mình không bao giờ mình phân biệt họ là ai. Mình đóng một cái vai trò, người ta vẫn là một con người từng thành công, từng cái này cái nọ. Mà nếu ví dụ gì những cái hòa đồng, những cái của mình đó mà kéo họ lại được. Chị biết cái khi em nói nó từng thành công là này kia là sao? Bởi vì em thấy lúc em thành công em chưa có nhìn rõ bằng như bây giờ. Bởi vì đồng tiền khi nó che cái mắt, cái tâm mắt của mình. Lúc đó mình không có nhìn được ai là xấu, ai là tốt mà. Với lại mình sống rất là hai mặt. Cho nên là em thấy cuộc sống của đó em không muốn, em không có thích cuộc sống vậy, mà cũng không thực tế với bản thân của em. Chẳng hạn như bây giờ, thực sự hiện tại em bây giờ. Nhưng mà không có ai có nhìn thấy là em rất là có cái sự mà em cũng không có cần mà phải sống hai mặt, mà cũng không có cần mà phô cái là hẳn vậy là mình là người không lệch. Nhưng mà em thấy khi em chia sẻ với người nào á, nó rất có cái sự gần gũi để cho trao dồi học hỏi với nhau chứ không phải là cái gì. Cho nên là có nhiều chuyện hạn như cái chị hồi nãy ha, chị cũng khó khăn mà hay dễ đặt vô cái muốn khuyên, nhưng mà em cảm thấy cái tính cách chị khuyên mà chưa hiểu thì em á chụp một cái như vậy thật sự em đã nói là nhưng con mà người bị phản cảm đều bị phản cảm lại cho nên là em cũng không phải là
Tùy theo người để mà em tư vấn với nhau, trao dồi với nhau. Tùy theo cái level chứ không phải là tại em là cái người vận dẫn hay là khi mà biết em á, trao dồi rất là có cái cảm giác học hỏi chứ không phải là hơn thua. Nhưng mà những người không biết em á, cứ cảm như là cứ nghe trên tin cái chị là giúp những người homeless gì nè, rồi đến nó bắt đầu thứ nhất á, nếu mà em muốn thay em như chị nha, thứ nhất á, em mà ở ngoài cộng đồng á, gặp những người mà chẳng hạn như em hay là những người khác đang có cái sự khó khăn trong cái cuộc sống, chứ em không có ngồi đó mà nói ở ngoài cho người khác nghe, là tại ai cũng có tôn nghiêm. Mà khi mình muốn về, mình muốn khuyên ai, mình muốn làm gì, phải cho người ta cái tôn nghiêm trước. Đó là cái sự làm cho người ta cảm thấy ở cái là mình có cái sự hiểu biết giữa người với nhau. Mà khi là mình cũng chưa nhìn thấu bản thân mình nữa. Thì nói chung là mỗi bên là em biết là thực sự cô này chắc thực sự chưa nhìn thấy cái bản thân mình như thế nào, mà mặc dù có lòng. Nhưng mà tính em nhìn người em biết được chị. Okay. Đôi khi đó là cũng những người coi chương trình của Hằng thì thấy những cái trường hợp, nhưng khi chưa có hiểu hết về tùy theo mỗi trường hợp nó khác nhau, chứ không phải là người nào cũng giống nhau một cái thì em nói là em không phải là gì, nhưng mà sẽ hoàn cảnh, nhưng mà thì đó là thay thì người ta cứ cho mình cũng nuôi con của này, đúng kia, rồi cũng có cái khó khăn những cái mà có thể chị mạnh hơn em, nhưng em cũng có những cái em mạnh hơn chị. Giữa người với người với nhau đều có những cái khuyết điểm, nhiều cái yếu điểm, nhưng mà khi mà mình nhận xét được cái đó thì mình rất là cẩn thận khi mà mình trao dồi với nhau, tại những người trao đổi với nhau rất là sensitive. Những người là... kệ đi, giống như đó là một cái lời khuyên mà thầy mình thấy hữu ích được cái nào thì mình học hỏi, còn nếu mình cảm thấy giống như có một cái tính chất xúc phạm mình thì mình thôi mình cũng mình sẽ làm thế nào để bữa bạn của em đứng cao gì bữa đó là sốc quá, hỏi em 10 đồng mà em nói cái chỗ này là không được làm như vậy. Mà em nhìn người bạn em mà em cảm thấy tội lắm. Cứ nhìn cái tôi em hoài là muốn lấy tiền, là bây giờ em phải làm sao. Người ta ai cũng nhìn mọi chỗ em đang ca nữa. Thì em mới nói ok, để cho người bạn mình đi cũng không làm được cái gì, mà không lẽ bây giờ đưa đồng tiền có nhiều rồi, lấy 10 đồng mày đi khúc cho tao đi. Đó là thật sự mình không phải là sự, mình không phải là cho các bạn, người bạn mình cái tính cách tôn trọng. Là người bạn này khi không bị sốc rất là tốt, rất là tốt bụng, rất có lòng, nhưng cái đó là cái khuyết điểm, cái yếu điểm của anh, cho nên là anh đưa cho anh 10 đồng nhưng mà anh không bỏ qua. Qua ngày sau hai anh em ngồi mình á nói chuyện cho anh em mới nói chuyện. Đó mới là cái sự tình anh em hiểu nhau. Và nếu mà em cho 10 đồng mà bởi theo dù em không đồng ý, thấy anh sai đi nữa thì mình cũng thông cảm, là em đặt hoàn cảnh em như vô với anh. Cho nên là em nói là nhiều khi em dính như cái này em học hỏi được nhiều lắm. Khi mà mình nhìn những người vậy, mình thấy được cái hoàn cảnh họ, mình đã có được cái học hỏi trong đó, cho nên mình dễ thông cảm và dễ cư xử hơn. Chứ còn người khác đưa 10 đồng của đầu trà đạp tôn nghiêm người ta, không có dạy dỗ được gì mà làm cho con người đó không có phục mình. Làm sao là cái ok rồi, thôi bây giờ tụi mình đã ăn xong rồi, chờ cho anh Long tắm rồi cái tụi mình chuẩn bị để mình đi tới nhà của những người khán giả yêu thương mình đi, rồi chơi một chút rồi giờ mình mới về nhà mình chơi tiếp. Đó cũng là những khán giả yêu thương mình, người ta trân trọng đặt đồ ăn các thứ rồi mời mình tới nhà, cho nên là mình không thể từ chối được. Chị Hằng kiếm được một tài xế vậy đó, trung thành quá hả? Nhanh ha. Đó, ông mới gặp là ông đánh giá được tài xế rồi. Bây giờ ông có liên lạc được ông Hùng chưa? Tôi gọi ông không bắt phone. Gọi cũng bắt phone. Ông gọi coi. Gọi nó hoài không bắt phone, cắt điểm lẻ à. Anh chàng kia có like không? Dạ, cho gọi Hùng ra. Anh chàng kia là like đó. Cũng like luôn hả? Con like đó. Con like mà ổng là like chăng? Tối nay sẽ liên lạc với chị. Đó, bói luôn. Tối nay sẽ liên lạc với chị. Sáng luôn kìa. Đó, bói luôn. Bói luôn. Không liên lạc là đi bộ về. Tối nay sẽ liên lạc với chị. Nếu không liên lạc là đi bộ về San Jose. Không có đi xe đò hoàng mới nói vậy á. Đi xe đò hoàng. Ngủ đêm khách sạn gì nhi. Sao mà em đi xe đò hoàng. Là ngày mai muốn tự đi về dưới riêng á. Không đi chung xe mình nữa. Đó. Đó.
muốn tự đi về dưới rồi về riêng á. Rồi không bắt rồi. Không bắt luôn. Bắt rồi. Cái xỉn mẹ rồi. Rồi anh ấy chỉ có để cho anh ấy nghỉ thì tối nay anh ấy sẽ gọi lại. Ủa, chưa tắt à? Tối nay anh ấy sẽ gọi lại. Ủa, chị gọi hả? Ừ. Ủa, cũng như chị gọi em kêu. Ừ. Xin lỗi rồi mà sao mà. Đang tặng cho Vũ để viết cho Vũ luôn á. Nó hay ghê không? Đang quay. Đang nói chuyện với Vũ á. Ồ vậy hả? Nhưng mà Vũ nó bắt thì message á. Thôi để tôi hát lại nè. Hát lại đi. Vũ nghe cho kỹ nè. Dạ, để nó nói chuyện với Vũ nè. Bài này là bài Thầm Đau. Thầm Đau. Thì khi anh hát á là với một tất cả một tâm hồn đau đớn nhưng đừng nhăn mặt. Bởi vì đau đớn là bởi vì mình bị thầm đau. Thì anh cứ hát một cách vô tư. Nếu như anh nghe được cái intro này anh thích đó, thì hãy gọi lại cho chị Nhi rồi tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Ok, tôi bắt đầu làm lại nè. Làm đi. Tìm trong lãng quên nỗi đau nhân tình. Tình tình tình. Bước chân lẻ loi tê tái riêng mình. Mật ngọt môi người ma quái làm sao. Ta quá say nên trao trái tim này. Yêu thật vậy mà sao toàn đắng cay. Còn đâu ái ân hơi đôi vai gầy. Sắc hương nào cũng theo vẫn son phai. Để lại cho đời bao nỗi nghiệt oan. Chim sẽ bay thôi tia sáng huy hoàng. Thắp sao trời để thay đời dối gian. Tôi bị effect. Cho nhau bao nhiêu giọt tình ái hương nồng tóc êm. Bao nhiêu yêu thương mà người nỡ xua vào lãng quên. To replay your message, press 1. To delete and re-record your message, press 3. That's okay. Option, bây giờ anh bấm tắt cái tắt đó đi, rồi anh hát vô đây. Thằng sẽ cho Vũ nghe. Thằng đang thâu ở đây nè. Ừ, thằng đang thâu nè. Đó. Tôi, tự vì tôi viết bài này là tôi viết cho chính tôi. Ừ. Nên mỗi lần tôi hát tôi bị effect. Tôi là bị nó dội ngược flat back á. Flat túi á. Đâu tôi bị flash là dội ngược lại tới quá khứ. Ừ. Tìm trong lãng quên nỗi đau nhân tình. Bước chân lẻ loi tê tái riêng mình. Mật ngọt môi người má quái làm sao. Ta quá say nên trao trái tim này. Yêu thật vậy mà sao toàn đắng cay. Còn đâu ái ân hơi đôi vai gầy. Sắc hương nào cũng như vẫn son phai. Để lại cho người bao nỗi nghiệt oan. Chim sẽ bay theo tia sáng huy hoàng. Thắp sao trời để thấy đời dối gian. Cho nhau bao nhiêu giọt tình ái hương nồng tóc êm. Bao nhiêu yêu thương mà người nỡ suốt. Ok, đi tắm đi mình đi chơi nè. Phải ra hết bài luôn á. Khóc á. Như bản này em nghĩ là anh phải tự ca luôn anh lòng. Anh chưa xong rồi. Ta hay quá. You feel it. Dạ, yeah, ông có feeling á. Yeah, có feeling ổng hát sẽ rất là hay. Dạ. Cũng tâm trạng của Phi Long. Phi Long. Nhưng mà thằng anh Phi Long muốn viết cho thằng em Phi Vũ ca thay hai cái gì hết đó. Phi Long thay lời muốn nói. Không sao vậy. Cảm ơn Long Bi. Cảm ơn Long Bi nữa. Không sao vậy, thằng sẽ cho Vũ nghe.
nó lon á. Dạ. Bây giờ chủ nó đang ngủ cho nên là hàng không có. Lời cũng hay, còn nếu mà uống đói thì theo mình ý kiến của mình á thì mình nghĩ chắc Phi Long đi chỗ gì ví dụ. Ừ. Tại vì hồi nãy em cũng, nếu mà theo em á, em cũng không muốn người ta chia sẻ cuộc đời của em. Cảm ơn em. Ừ. Hiểu không? Ừ. Cho nên là nếu mà có duyên Phi Long ví dụ gặp á, thì đó em thấy hay. Yeah. Phải có cái lời chấp nhận của Phi Vũ, cái chấp thuận của Phi Vũ là ok. Chia sẻ cái đời tư. Thì anh Phi Long có thể xuống dưới chơi vài ngày. Xuống chơi vài ngày rồi xong rồi anh tiền khi nào anh muốn mà cuộc sống dưới đó thì anh xuống, còn không thì anh trở về lại đây. Không, vấn đề nhạc, it doesn't matter. Với nhạc tôi hát tôi tặng cho anh. Tôi tặng cho anh nhạc của tôi, đó là đứa con của tôi. Mỗi một bản nhạc của một nhạc sĩ là một đứa con từ trong linh hồn của họ. Tôi tặng cho ảnh, còn ảnh nhận hay không đó là quyền của ảnh. Ảnh thích thì ảnh nhận, không thích thì thôi. Đúng rồi, đúng chứ không cần phải gặp mặt. Không, ý nói là xuống dưới hàng chơi vài ngày để cùng một nhóm của gia đình á. Dạ. Xuống chơi vài ngày. Đang làm cái một cái sân khấu. Dạ. Đang build cái sân khấu nữa hả? Giỏi. Hiện tại không có. Hiện tại chưa có, nhưng mà nhà có hát karaoke trong gia đình á. Dạ. Thì với tổ chức một cái show. Thì mới nghe chị nói là tháng 11 có thể hàng. Chị là người giúp đỡ cho một con người đang té từ dưới suối, đúng đang rồi. Té gọi là bottom ở vực sâu rồi. Chúng tôi hiểu được những con người đã bị té mà được một tiên nữ nâng đỡ lên như vậy. Thì đó là cái phúc của mỗi một con người hút sách. Đúng rồi. Cho nên tôi mới hỏi sơ về anh ấy, bởi vì hồi nãy chị Nhi có nói là viết dùm về thân phận của anh ấy. Thì tôi muốn biết rõ cái câu chuyện lý do gì mà nó bị té. Nó có nhiều thành phần, nó có nhiều nó có nhiều chi tiết để mà làm cho con người bị sa đọa, thì hiểu không? Con người sa đọa, nó sa đọa bởi bản tánh lại là khác, nhưng bởi với cấu trúc của xã hội làm cho con người đó bị sa đọa lại là khác. Còn tình yêu nữa là khác. Cho nên chị này nói là bởi vì cái chữ yêu có một đứa con mà bây giờ bỏ thì không nỡ mà ở thì không đặng. Cho nên đó là cái nỗi đau khổ của một người nghệ sĩ. Vì tôi đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ, cho nên tôi mặc chiếc áo của anh ta, nên tôi hiểu được cái mùi đau khổ đó. Cho nên tôi bị effect bởi vì cái bài này tôi viết có 10 năm. Tôi viết cho chính tôi. Nhưng mà nghe chị Nhi nói như vậy thì tôi thấy cái bài này nó phù hợp với anh ấy, là bởi vì khi yêu á, người nam nào cũng vậy, cũng mong muốn mình là tất cả của người yêu, để vì mình lo tất cả cho nàng. Nhưng bất ngờ cái cuộc duyên đó, cái cuộc tình đó nó không được trọn vẹn, cho nên nàng đổi ý. Là bởi vì cô gái nào cũng vậy, người ta cũng muốn tìm một cái điểm tựa nó vững chắc về mặt vật chất. Chị hiểu kịp không? Nhưng mà có những người phụ nữ, người ta không cần đến những cái vật chất. Vâng, đó là những người sống cao thượng. Người ta cần cái thiêng liêng hơn. Người ta cần những vấn đề nội tâm hơn. Nhưng mà người này đại khái là bản thân tôi không cung cấp được cho vợ tôi. Cho nên tôi tự nhận cái thất bại của mình mà tôi viết bài này. Chứ đổ thừa thì tôi không đổ thừa. Tôi nhận một cái tội lỗi là bởi vì đó là tại tôi mất đi cuộc tình của nàng, chứ không phải là tại nàng bỏ tôi. Cho nên tôi mới viết bài thầm đau. Thầm đau có nghĩa là sao? Tức là tôi dồn hết tất cả linh hồn của mình cho một cuộc tình, nhưng để rồi cuộc tình đó cũng lãng lờ, để rồi ra đi không một lời từ giã. Đâm ra tôi thấy tôi đau. Cái nỗi đau đó nó không có sự trả lời, cho nên tôi mới viết được bài này. Mà khi mà tôi bắt đầu cầm bút viết là năm 2012 cho đến bây giờ. Cho nên nó mới ra cái bài thầm đau. Cho nhau bao nhiêu giọt tình ái hương nồng tóc em, bao nhiêu yêu thương mà người nỡ xua vào lãng quên. Cuộc tình vừa lên ngôi, riêng mình tôi ôm trái sầu trên môi. Giờ còn chi đây khi cuộc tình chìm trong bão lớn, nên tình mình chìm ngay không hấp hối. Giờ còn chi nữa vì người đã bội thề bước đi. Để vui duyên mới, ôi nhân tình bạc trắng hơn vôi. Nhiều đêm mà ngay ta thấy giọt hối tiếc chơi vơi. Hồn ai thổn thức
ngưng lên lời thầm đau điếng đời. Chị nên nhớ cái chữ đau điếng nó đau hơn là chữ đau đớn. Ừ, đau điếng là đau nhiều lắm. Không, đau điếng là không phải cái chữ ngôn từ của Việt Nam á, ngôn ngữ Việt Nam nó rất là đa dạng. Cái chữ đau đớn á là mình còn được cảm giác. Chị hiểu không? Tức là mình còn cảm giác được đau, mà đau điếng là tê. Hết hết đau rồi. Không, đau điếng là bị tê. Tê rồi. Tê đứng hình luôn. Nó tê luôn rồi. Không có phản ứng. Nó không còn phản ứng được. Cảm giác. Đúng rồi. Đau điếng là đau chết giấc luôn rồi. Để đau điếng. Bởi vì cho nên tôi mới viết, tôi mới lấy cái tựa, cho nên nó, mỗi một đứa con mình sanh ra mình đặt cho nó một cái tên gì cho nó phù hợp với cái con người nó. Ai cha mẹ nào cũng muốn đặt cho con mình cái tên để sau này thích hợp với cái mạng của nó, với tương lai của nó, đúng không? Nhưng chẳng hạn như chị tên Hằng, chị tên Thuy thì nhà chị tên Nhi là bởi vì cha mẹ của chị muốn chị đẹp như Hằng Nga. Hằng Nga là một tiên nữ do đầu óc Á Đông mình tưởng tượng, chứ chưa có ai thấy mặt Hằng Nga. Nhưng mà cha mẹ mình muốn cho chị đẹp như Hằng Nga, có cuộc sống tiên nữ, cách cung cách tiên nữ, cho nên mới đặt chị là Hằng. Đúng không? Hay là tự chị đặt? Cha mẹ đặt. À, thì đó cha mẹ nào cũng muốn cho con mình có được cái cuộc sống như vậy. Thì nhạc sĩ tôi cũng vậy, Mỗi một bài hát của chúng tôi viết ra tôi đều phải có cái tựa. Cái tựa của nó nói lên được nội dung của bài hát. Đó, cho nên tôi viết bài Thầm Đau là nói hết tất cả những cái nỗi đau đớn của một người. Đó, ông này là ướt ác lắm á, ướt nhẹp trong thứ ướt á. Cái người mà làm nghệ thuật á có cái cảm xúc mạnh lắm. Thôi bây giờ mình tạm gác rồi đi cha mẹ mình thôi được rồi, về tắm hả? Đây, không được rồi, đi kiểu người ta chờ đi, tôi lấy bộ đồ. Tôi đi chứ, tôi lấy bộ đồ đó luôn. Thì tắm đi, vô tắm đi, vô nước thôi, cái thôi, vô tắm giờ lâu lắm, người ta chờ tới giờ rồi. Mình hẹn với người ta mình đã hẹn với người ta mình phải đi. Đừng để kim cương cái nó bằng nó kêu cái nó vô hình chữ nhật. Đó chứ mà em lụm là hình chữ nhật vậy hả? Em lụm là kể từ cái bắt đầu hôm đấy đó là em lụm hột xoàn em cho không à? Lụm là cho lụm em gọi cảnh sát chứ. 911 mà coi thử coi cho hồi xưa có ai gọi em mất của không. Hỏi mày lụm được cái gì? Tao lụm được chiếc nhẫn như vậy em giải thích nó. Không ai gọi báo mất mày lụm được, mày làm ô, mày làm chủ phao. Vậy hả? Tốt quá. Chị biết tại thành cảnh sát Garo đặt cho em cái tên gì không? Cái gì? Cảnh sát Garo đặt cho em cái tên là Happy sao? Homeless Man. Em này hỏi mình đi chưa nè? Đi. Lên đường. Mấy năm nay lụm được đồ không bao giờ bán. Vậy hả? Giờ biết về hàng đấy anh. Biết cái hàng này là vậy chứ mấy anh dưới suối nói thiệt luôn, mấy anh lượm cái gì hàng xuống cho hàng nè, hàng xuống cho hàng này vui lắm. Một cái tên hay nhất cho chị coi. Hả? Ý nghĩa nhất tại vì hàng làm những cái việc như vậy, mấy anh lượm mới cười lắm khi mình lấy cho vui, lấy dụng xe lượm hết á. Một cái tên đó chị kêu về là chị tổ chức thi hoa hậu mà lấy cái giải mà hoa hậu thân thiện đi là ngân hàng hoa hậu thân thiện. Hàng Quan Âm. Trời ơi, Hàng Quan Âm. Sao vậy? Vậy hả? Đó, Hàng Quan Âm. Sao kêu giống trên mạng kêu quá vậy? Trên mạng hay kêu vậy? Nó ơi, đừng kêu vậy. Kỳ quá. Tự tôi nghĩ ra chứ. Tự tôi nghĩ ra kìa. Chưa có ai dùng danh từ đó đâu. Đúng mà cái đó là nếu mà thật sự. Hàng Quan Âm tại sao? Trên mạng dùng như vậy nhưng mà không. Tại sao? Tại sao? Rồi, những cái từ Quan Âm. Nghe nè. Cái đó thì chỉ là một danh từ thôi. Cái đó chỉ là một danh từ thôi. Tại vì sao? Tại vì cái hành động của người giúp đỡ cho những con người thấp hèn. Bà Quan Âm bà đã có lời nguyện trước khi bà chết mà. Bà sẽ lắng nghe tiếng kêu cầu cứu của bất cứ một người nào. Anh hiểu biết nhiều quá. Bà Quan Âm, tôi là người Công giáo nhưng mà tôi hiểu. Tôi nghĩ cái đó là mình nhận lãnh những cái công quả. Làm hiểu không? Anh nghe Lâm nói là Hằng Quan Âm. Tại sao anh nói là khi mà ca cái anh đó ca là phải nhắc đến Đức Mẹ là bởi anh không muốn lãnh công. Cho nên là không phải là tôi anh muốn cho Đức Mẹ. Tôi không muốn lãnh công. Anh hiểu lầm ý của tôi. Lãnh cái đó. Anh hiểu lầm ý của tôi. Ý tôi muốn giới thiệu với người Công giáo Việt Nam trên toàn thế giới biết về anh chàng này.
hiểu không? Nhưng mà tại sao anh nhớ là khi mà bạn muốn muốn cảm ơn là cảm ơn Đức Mẹ. Ừ, chứ không cảm ơn anh. Tại bởi vì anh không muốn là anh nhận xét được cái quyền năng của anh, cái tài năng của anh rồi. Dạ. Bởi vì ơn trên. Ơn trên, cái đó của Đức Mẹ ban. Nói tóm tắt lại là tôi muốn giới thiệu với người Việt Nam đạo Công giáo trên toàn thế giới biết về cái anh chàng này. Là bởi vì anh chàng này là người đạo Phật giáo. Nhưng mà anh chàng này thật thà lại đâu, anh chàng cũng mở miệng nói tiếng là nhạc phẩm này do Đức Mẹ Maria ban cho anh ấy. Thì anh ấy sẽ được lòng khán giả người Việt Nam đạo Công giáo hơn. Tôi chỉ muốn giới thiệu bây giờ chị đang bắt đầu ra xe đây. Đi ok bạn. Rồi mình đi ra xe đây. Còn mình đang có lo mình theo không? Khỏi. Khỏi. Khỏi, khỏi, khỏi đi, mình lên mình chơi ăn uống. Lo để về nhà mình quậy. Lo để về nhà mình quậy. Ừ. Bữa nay cảnh đẹp quá. Chị Hằng với lại chị Nhi chụp ra một tấm ở ngoài đây ngay cửa được không? Ok được. Một tấm hình kỷ niệm nha. Được, ra chụp được. Không.